nộp đơn xin visa fiancé và phỏng vấn với lãnh sự quán. Sau khi sở di trú chấp thuận đơn bảo lãnh hôn phu hôn thê của bạn, đơn sẽ được gửi đến Trung tâm Chiếu khán Quốc gia NVC. NVC sẽ cung cấp cho quý vị số hồ sơ và thông báo hồ sơ của quý vị sẽ chuyển về Đại sứ quán Mỹ hoặc lãnh sự quán nơi hôn phu hôn thê quý vị đang sống. Khi lãnh sự quán nhận được giấy tờ từ NVC, lãnh sự quán sẽ gửi cho hôn thê hôn phu của quý vị một lá thư hướng dẫn các thủ tục cho buổi phỏng vấn. Các bước đưa đơn cần chuẩn bị: điền đơn xin visa DS-160, đóng tiền visa, đặt lịch hẹn phỏng vấn, chích ngừa, khám sức khỏe. Giấy tờ cần thiết cho buổi phỏng vấn: DS-160, trang xác nhận đơn xin visa. Nếu có con đi kèm thì người con cũng phải hoàn tất đơn này. Hộ chiếu, còn thời hạn ít nhất 6 tháng. Giấy ly hôn hoặc giấy chứng tử nếu có của vợ, chồng trước, của cả quý vị và hôn thê hôn phu ở Mỹ. Giấy lý lịch tư pháp từ quốc gia quý vị đang sinh sống và tất cả những quốc gia bạn đã sống trên 6 tháng từ năm 16 tuổi. Lý lịch tư pháp cũng được yêu cầu nếu con bạn đã trên 16 tuổi. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, khai sinh. Kết quả chích ngừa, khám sức khỏe. Hồ sơ bảo trợ tài chánh. Hai tấm hình 2x2 in. Bằng chứng về mối quan hệ của quý vị với hôn thê hôn phu của quý vị. Biên nhận đóng phí visa, xác nhận địa chỉ nhận visa. Sau buổi phỏng vấn, nếu bạn được cấp visa K-1, hộ chiếu sẽ được gửi trả cho bạn trong khoảng từ 1 đến 3 tuần, kèm theo một bộ hồ sơ được niêm phong. Bạn không nên mở bộ hồ sơ đã được niêm phong này. Hồ sơ sẽ được nhân viên Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ mở khi bạn đến Mỹ. Bạn có thể đến Mỹ trong thời hạn 6 tháng, tính từ ngày được cấp visa. Bạn phải kết hôn với hôn phu hôn thê của mình trong vòng 90 ngày sau khi đến Mỹ. Để được tư vấn miễn phí xin vui lòng gọi văn phòng Nam Cali 877 Di Trú Mỹ hoặc 877-348-7869, văn phòng San Jose 408-998-5555, văn phòng Sài Gòn 028-3516-2118.